shoot. Oh, shoot. And then a little some of this. You know what I'm saying, Peter? Okay, this is really good. Ow, I bit myself. What do you got, Peter? Oh, brother, this guy stinks! Oh, no. What is that combination? The hay pepper. Dude, the shrimp is so back from now. We're in Las Vegas right now. Just Las Vegas. Alright, so more of the story is you gotta be 18 to enter the Italian restaurant. Well, not 18. Let's see what happens. I'll let you guys know. Thì nó nói là không có để cho con thằng đó đứng ở đó được. Phiền quá. Thì nếu mà bố đi vô thì có nghĩa là nó nói là mình đã để con mày ở đây. But you didn't tell him, oh, có. Thì nó là hỏi là how long. Nó sẽ để ý cho coi. Nó để ý coi ai tới pick up không. Oh my gosh. Hiểu không? Nó đã để ý rồi, nó sẽ. Rồi nó nói là mình đang trên camera này kia, nó sẽ để ý mình luôn. Are you serious? Có nghe là nó nói. Oh, let me just go back to the car. Later you can come. What the freak? Yeah, they're making a car.